Đấy nha anh em nha. Đấy, đấy. Đấy, nhức như ấy, ấy, ấy. Chả biết nhức xe gì như thế này. Đấy. Chả biết xe gì này, đi kiểu gì này. Lùi đi. Đấy, mà cứ lùi. Đánh lái buông đi. Đánh lái đi, đánh quay lái lại đi. Đây đây đây. Đây. Đừng quay như thế, đừng quay thế, quay thẳng thôi, thẳng quay lại. Thẳng lái. Thẳng lái đi, thẳng lái đi. Tí nữa, xong mày lùi thì nó có cắm đít đít lên. Đâu đâu đâu. Lùi đi. Cứ lùi đi. Gà to bao. Gà to như lắm ơi. Đấy nhá, cầu lát đấy nhá. Ôi. Đang thể hiện đây. Gà to đi. Gà cháy máy đi. Cầu dầu vết vừa lên rồi nhưng mà cầu lát chưa ổn rồi. Đang giấy ruộng. Giấy hết tầm đi. Gà cháy máy nào. Bẻ lái ra đây đi. Ơi. Ơi đứng yên đây đây để kéo đi. Cầu lát thể hiện anh em nhá. Nhìn đây. Cầu lát đấy. Ê, cầu lát nhá. Ê, cầu lát đấy. Đi ra được khói đi về điên xì. Đây, dầu lên rồi. Lát không ổn rồi. Đấy, bây giờ phải hót. Ta đã bảo rồi, làm mẹ bao nhiêu cứ mẹ để vào trong thẻ làm cái gì? Rút ra đi mua cầu dầu đi. Làm gì phải hốt. Cầu lát anh em nhá, nhìn nhá. Ê, giấy điên khói kìa. Ê, thấy chưa? Cầu lát đấy. Anh em có tiền đừng nên mua cầu lát nhá, đây này. Ui rồi. Đốt nương ơi. Sao lại đốt nương như thế này? À. Anh em có tiền đứng nên mua cầu lát nha. Như đốt nương. Hello anh em nhá, đây này. 26K vừa đi đăng kiểm về đây. Lại tiếp tục thể hiện bốc mẹ nguyên hàng khủng nhá. Đây. Lái mới của mình nhá. Xuống cái dốc này dốc đứng luôn. Hả? Không phanh à? Nếu lại quê này. Cắm tàu đéo đâu. Cắm tàu. Bây giờ gà cháy máy luôn nhá. Gà cháy máy luôn. Cầu lát đây anh em ạ. À. Bánh bên kia nó có quay đâu. Về thay cầu dầu đi nhá. Thiếu tiền thì cứ về ngân hàng cầm cái sổ bế đó. Anh em ở bên đấy nó các hỗ trợ cho.